Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tiềm năng và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình số 11 của Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016-2020 đã đánh giá. Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 đã đạt được một số kết quả tích cực. Các đề án dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế đối ngoại được đẩy nhanh tiến độ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2019 là 9,9 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016-2019 là 9,3%. Đó là tiền đề cơ bản để tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2019 là 9,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đăng ký thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019 là 3,1 tỷ USD. Kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 6,8 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016-2019 là 9,3%. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong giai đoạn 2016 đến nay đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 13 triệu USD, giảm 75% số dự án và 68% vốn đăng ký so với giai đoạn 2011-2015. Tính đến tháng 11 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có tất cả 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, với tổng số vốn đăng ký là 21,675 triệu USD và 618 tỷ đồng. Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ. Còn về thu hút đầu tư nước ngoài ODA, tổng vốn ODA ký kết hiệp định mới trong giai đoạn 2016-2020 là 2.136 tỷ 905 triệu đồng. Giá trị giải ngân giai đoạn 2016-2019 là 1.026 tỷ 751 triệu đồng. Các nhà tài trợ chủ yếu là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, Liên minh Châu Âu, Chính phủ Luxembourg. Trong giai đoạn 2016-2019, có 6 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay đang thực hiện 11 dự án, trong đó 5 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020, 6 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn sau. Các dự án ODA đã và đang thực hiện, nhìn chung đều được triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu của hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã ký 23 thỏa thuận, biên bản cấp tỉnh với các đối tác nước ngoài quốc tế. Trong đó chủ yếu là các địa phương của Trung Quốc. Các biên bản thỏa thuận đã ký đã được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cao Bằng tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, tổ chức đoàn công tác do đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết các đại sứ quán và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Qua đó giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng, nhu cầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đối ngoại nhân dân với địa phương các nước thông qua sự hỗ trợ của các đại sứ quán, các tổ chức. Đồng thời trao đổi về các lĩnh vực các bên ưu tiên hợp tác phát triển, tiềm năng thế mạnh và chương trình định hướng của tỉnh, nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực hỗ trợ phát triển từ các tổ chức và các đơn vị. Tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá các chương trình dự án của một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan tâm tài trợ, phối hợp với Ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc bổ sung, cấp mới giấy phép hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan tâm hoạt động viện trợ tại Cao Bằng. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ghi nhận, động viên các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp với công tác hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài phê duyệt hàng năm từ 2 triệu đến 3 triệu USD. Hiện nay có 16 tổ chức, trong đó 12 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có giấy đăng ký hoạt động tại địa phương, 3 tổ chức do các cơ quan ngành dọc trung ương giới thiệu và hoạt động tại địa bàn tỉnh, 1 tổ chức do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam giới thiệu. Tích cực chủ động xây dựng cơ chế mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các tập đoàn kinh tế. Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác đối với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác,
quan hệ ngoại giao với các nước khác thông qua thiết lập, duy trì mối quan hệ một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia qua việc thăm và làm việc nhân dịp đầu xuân. Tham dự hoặc gửi điện hòa chúc mừng các chương trình sự kiện nhân ngày lễ lớn của các nước khi các đại sứ quán mời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, đặc biệt là giữa tỉnh Cao Bằng với các thành phố Bách Sắc, Sùng Tả, Quảng Tây Trung Quốc, giữa các huyện biên giới tỉnh Cao Bằng giáp với các huyện biên giới tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, giao lưu kết nghĩa huyện xóm bản hữu nghị với các huyện xóm bản biên giới phía Quảng Tây Trung Quốc. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với tỉnh và có tiềm năng lợi thế trong việc hợp tác phát triển kinh tế. Đối với đề án kết nối giao thông vận tải, kết nối các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, Bách Sắc Trung Quốc, Trà Lĩnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng theo đường biển đi các nước ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải triển khai lập quy hoạch kết nối Việt Nam-Trung Quốc để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trong đó có kết nối các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, Bách Sắc Trung Quốc, Trà Lĩnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng theo đường biển đi các nước ASEAN. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, sẽ nghiên cứu đầu tư để kết nối giao thông vận tải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dự án cầu đường bộ Tà Lùng Thủy Cầu 2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn để thực hiện dự án. Ngày 30 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bố trí 150 tỷ đồng cho dự án. Sau khi được bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì mời các cơ quan liên quan tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu Sở Giao thông Vận tải, khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Cục Giao thông thành phố Sùng Tả tỉnh Quảng Tây để thống nhất quy chế quản lý khu phong tỏa thi công công trình và bàn bạc chi tiết các nội dung khác trong quá trình triển khai thi công cầu và đã khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2020. Tại hội nghị gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư 4 tỉnh Việt Nam và bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc vào đầu năm 2020 tại thành phố Liễu Châu Trung Quốc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Cao Bằng khẳng định kết quả hợp tác giữa Cao Bằng và Quảng Tây trong việc thực hiện các văn bản đã ký kết năm 2019. Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, năm 2020 là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng đặc biệt, đó là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, năm tỉnh khu của chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra hình mẫu, tạo ra sự đột phá, sự khác biệt so với năm 2019. Bằng các thỏa thuận đã được ký kết để chúng ta chứng minh cho tình đoàn kết, hữu nghị và bề dày 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như nhận thức mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đạt được. Tại buổi hội đàm hôm nay, đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng xin có một số đề nghị để cùng nhau thống nhất nghiên cứu và thực hiện trong năm 2020 như sau. Một là tiếp tục phải tăng cường, dày hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn các chuyến thăm giao lưu các cấp, duy trì các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên, nghiên cứu mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động cũng như là nội dung hợp tác giao lưu giữa nhân dân, rồi mở rộng trên các lĩnh vực như xây dựng tỉnh thành phố hữu nghị năng động và phát triển. Hai là chủ động khai thác lợi thế về địa lý, về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa năm khu và tỉnh, tăng cường phát triển kinh tế cửa khẩu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, các bên cùng có lợi, và tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế
tích cực thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ thương mại biên giới, đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh Cao Bằng đề nghị khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây phối hợp để hoàn thiện các thủ tục để tổ chức công bố nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh Việt Nam và Nong Bang quốc tế và nối mở Nà Đòn, Nà Ráy, hoàn thành các thủ tục hồ sơ để báo cáo chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn của Việt Nam, Thạc Nông của Trung Quốc nên thành cửa khẩu quốc tế và mở nối mở Bản Khòn của Việt Nam, Nham Ứ của Trung Quốc, thi công hoàn thành công trình cầu đường bộ Tà Nùng của Việt Nam, Thủy Khẩu 2 của Trung Quốc. Ba là trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây vinh dự được Trung ương lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kỷ niệm 10 năm thành lập phân giới cấm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, kỷ niệm 10 năm thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, lễ công bố mở nối mở và vận hành thí điểm khu hợp tác du lịch Thác Bản Dốc của Việt Nam, Đức Thiên của Trung Quốc. Về phía Việt Nam, tham dự sẽ có đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chúng tôi trân trọng đề nghị Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với Cao Bằng để chuẩn bị chu đáo và các điều kiện tốt nhất để phục vụ các sự kiện đặc biệt quan trọng này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng như là khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc. Bốn là tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ, quản lý đường biên mốc giới, công tác trao đổi thông tin và xử lý tốt các vụ việc, hợp tác chống tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển và trở thành kiểu mẫu, đẩy mạnh hợp tác trao đổi hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đề nghị khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc tạo điều kiện cho cán bộ học sinh, sinh viên của 4 tỉnh biên giới của Việt Nam sang nghiên cứu, trao đổi, học tập tại các trường của Quảng Tây. Thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, tiểu dự án tỉnh Cao Bằng do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ. Sau khi hiệp định vay cho dự án trên giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn được ký kết năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thực hiện các công việc của dự án, thành lập Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thực hiện khoản vay dự án B2G1, tiểu dự án tỉnh Cao Bằng, lập và trình thẩm định phê duyệt 2 tiểu dự án đại diện và 3 tiểu dự án bổ sung. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 2 tiểu dự án đại diện cải tạo nâng cấp đường tỉnh 211 Trà Lĩnh Trùng Khánh, cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại được duy trì và mở rộng. Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc, tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng được công nhận đã thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành địa phương và người dân tham gia vào hoạt động quảng bá kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần không nhỏ cho thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế đối ngoại của tỉnh. Trong năm 2019, Cao Bằng đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 470 tỷ đồng.
Đặc biệt trong năm 2019, tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với UNESCO tổ chức thành công hội thảo quốc tế về phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình công viên địa chất toàn cầu UNESCO, với sự tham gia của 250 đại biểu trong nước và 13 chuyên gia quốc tế. Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đạt được một số kết quả. Công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế đối ngoại được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về kinh tế đối ngoại có nhiều chuyển biến. Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam – Đức Thiên Trung Quốc, đẩy mạnh thực hiện xây dựng phát triển kinh tế cửa khẩu, xúc tiến việc triển khai các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Cao Bằng với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, đã góp phần tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Cao Bằng và Quảng Tây, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong công tác quản lý biên giới, hoạt động thương mại, phát triển kinh tế cửa khẩu được chú trọng, giao lưu hữu nghị nhân dân biên giới được tăng cường. Chuyên mục Cao Bằng tiềm năng và phát triển tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.